bỏ phố thị, đôi vợ chồng quyết định về quê xây nhà chữa lành, với công trình một tầng có mái ngói xanh mát cùng phong cách tân cổ điển sang trọng mang mã số BT12409. Đây sẽ là không gian sống thật tuyệt vời, đem tới sự thân mật, gần gũi cho các thành viên cùng sinh hoạt tiện nghi, thoải mái. Hãy cùng nhà Phương Đông khám phá ngay sau đây nhé! Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay trở lại với mẫu nhà hôm nay, đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về cách bố trí nội thất. Công trình được thiết kế có mặt tiền rộng 18,6m, chiều sâu là 11,2m, diện tích sử dụng sàn vào khoảng 199m2, với các phòng công năng bao gồm phòng khách, phòng thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và khu giặt phơi. Những mẫu nhà một tầng luôn là sự lựa chọn tuyệt vời với các gia chủ đang sở hữu quỹ đất rộng và yêu thích sự gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, nó còn rất phù hợp với các gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, nhờ vào tính an toàn và tiện lợi cho người già và trẻ em. Với các phòng công năng cùng nằm trong một tầng, việc di chuyển giữa trong ngoài và giữa các phòng trở nên thuận tiện, nhanh chóng qua hệ thống cửa, lối đi rộng rãi. Các bạn có thể thấy vị trí đặt cửa chính và hai cửa phụ rất hợp lý, dù bạn đang ở đâu thì cũng có lối đi nhanh chóng. Thiết kế rộng rãi ít tường ngăn, kết hợp hệ thống cửa sổ, ô thoáng xung quanh, giúp không gian tổng thể trở nên rộng rãi và thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên cũng có thể dễ dàng chiếu khắp ngôi nhà, kéo gần sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Các kiến trúc sư của chúng tôi đã bố trí để tách biệt hai phần không gian sinh hoạt chung và riêng, tĩnh và động có sự phân chia rõ ràng, tạo nên môi trường sống tiện nghi và hài hòa. Bước vào từ cửa chính, các bạn sẽ được chào đón bởi tiền sảnh rộng 15m2. Chúng ta có thể dừng ở đây để chỉnh trang y phục, cởi bỏ nón mũ trước khi bước sang khu vực phòng khách để ngồi chơi trò chuyện. Gia chủ có thể trang bị ở tiền sảnh các tủ để giày dép, móc treo để vừa cung cấp không gian lưu trữ những vật dụng thường dùng khi ra vào nhà, vừa để trang trí cùng với tranh ảnh, cây cảnh, hoa tươi, tạo điểm nhấn ấn tượng hấp dẫn ngay từ khi bước vào nhà. Phòng khách 24m2 có không gian mở rộng rãi, thông thoáng, được thiết kế với bộ sofa bọc nệm cao cấp cùng bàn trà, hệ tủ trang trí và kệ tivi từ gỗ tự nhiên được chạm khắc tinh xảo. Đây là nơi lý tưởng để gia chủ đón tiếp khách và tổ chức các buổi tụ họp gia đình. Gia chủ có thể sử dụng các phụ kiện trang trí như rèm cửa, gối tựa, bình hoa, đèn bàn, khung ảnh, sách, vân vân tùy sở thích để tạo điểm nhấn, hoàn thiện cho không gian cảm giác ấm cúng và thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Bếp ăn cũng có diện tích 24m2, là sự kết hợp của tiện nghi hiện đại và vẻ đẹp sang trọng, trang nhã. Khu vực nấu nướng được thiết kế theo hình chữ L, giúp tối ưu không gian sắp đặt các thiết bị hiện đại, mang lại sự thoải mái và thuận tiện khi xử lý và chế biến món ăn. Bàn ăn lớn với ghế ăn bọc nệm da có lưng tựa cao và tay vịn, không chỉ đẹp mắt mà còn tạo không gian ăn uống ấm cúng, gần gũi. Hệ cửa phụ mở ra bên hông ở đây giúp không gian luôn thoáng sáng và có view đẹp ra sân vườn. Những lúc đi chợ, đi đổ rác, dọn dẹp cũng rất tiện vì không cần vòng ra cửa chính phía trước. Phía sau này có lối dẫn ra sân ướt 7m2, có thể thoải mái để dọn rửa, giặt phơi mà không sợ những ảnh hưởng xấu từ thời tiết bên ngoài. Phòng thờ 9m2 được đặt ở vị trí trung tâm trang trọng, thiết kế mở vừa dễ dàng tiếp cận nhưng cũng vẫn đảm bảo sự yên tĩnh và trang nghiêm nhờ khoảng đệm phía trước. Bàn thờ từ gỗ tự nhiên được chạm khắc hoa văn tinh xảo, có đủ độ rộng để đặt các vật dụng thờ cúng. Vị trí đặt sát tường rất vững chãi, quay ra hướng mặt tiền theo đúng phong thủy để thu hút những điều may mắn, tốt lành. Hệ thống ánh sáng, trang trí cũng được tính toán tỉ mỉ, mang tới không gian hài hòa, ấm cúng, linh thiêng. Với 4 phòng ngủ, ngôi nhà đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cho gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống. Trong đó, phòng ngủ 1 và 2 diện tích 18 và 20m2 sẽ được thiết kế khép kín với vệ sinh riêng 4 và 4,5m2. Phòng ngủ 3 và 4 có diện tích nhỏ hơn là 13,5m2 thì sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 6,5m2 ở giữa. Vệ sinh này được thiết kế tách bồn rửa tay ra bên ngoài, bên trong là toilet và tắm, giúp việc sử dụng thuận tiện hơn. Các phòng ngủ không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng mà còn có cảm giác ấm cúng và tiện nghi. Kết hợp cùng vệ sinh trang bị hiện đại, sạch sẽ giúp các thành viên có không gian nghỉ ngơi thật thoải mái, riêng tư và yên tĩnh. Như vậy, các bạn vừa tìm hiểu về cách bố trí các phòng công năng. Tiếp theo đây, hãy cùng nhà Phương Đông ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để hiểu rõ hơn về ngôi nhà này nhé. Công trình mang hình khối vuông vắn, đường nét tỉ mỉ, sắc nét, đặc biệt với phong cách tân cổ điển, bố cục được sắp đặt một cách có chủ đích, tuân thủ theo những quy luật vàng trong kiến trúc, cùng các phào chỉ phân tường, phân mái, phân cột được chia tỷ lệ đẹp mắt, giúp thiết kế trở nên nổi bật hơn hẳn các công trình bình thường khác. Khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh khôi, ngôi nhà mang tới cảm giác hài hòa, cân bằng thị giác với tông xanh của hệ mái Nhật cùng các nhấn nhá tại hệ cửa, gạch ốp, những chi tiết hoa văn, phào chỉ nhẹ nhàng. Nâng đỡ cho mái sảnh là cặp cột trụ vuông vững chãi. Chính giữa sảnh được treo một chiếc đèn chùm tinh tế giúp ngôi nhà lung linh hơn vào buổi tối. Dẫn lối từ sân lên là hệ thống bậc tam cấp 5 bậc thay vì 3 bậc như truyền thống, vừa mang lại phong thủy tốt với ý nghĩa thu hút sự thuận lợi, may mắn, vừa đảm bảo thẩm mỹ bằng cách ốp gạch sang trọng, đem lại hiệu quả cao khi sử dụng. Hệ thống cửa khung nhôm kiên cố với những ô kính lớn,
không chỉ đảm bảo không gian sống tràn ngập ánh sáng, mà còn cho tổng thể có vẻ hiện đại, trẻ trung hơn. Hệ mái Nhật cũng là điểm nhấn mang tới giá trị thẩm mỹ cao. Hệ mái đua ra bốn hướng, được điểm tô bởi các ô cửa sổ mái tạo độ thông thoáng tốt, không gian bên trong thoáng mát và giảm tối đa nguy cơ ẩm mốc, nấm rột, chống thấm và thoát nước nhanh. Hệ thống cổng rào, sân vườn của mẫu nhà cũng được quy hoạch khoa học với khoảng sân rộng phía trước cùng tường bao bê tông xung quanh, đã tạo độ thoáng, đảm bảo an toàn và mang tới không gian vui chơi ngoài trời thoải mái. Mẫu nhà này có phù hợp với yêu cầu của các bạn cho tổ ấm tương lai không ạ? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với nhà Phương Đông tại hotline 0888 625 888 để được tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.